Ôi dồi ôi, các bác ơi, chưa bao giờ thấy một con chim có tật, không biết là nó sẽ là có tài đây. Đấy. Con này thì nó là con đực rất là tợn, rất là hăng, và nó chỉ có một cái tật là cái chân của nó đang như thế này các bác ạ. Thì cái mã số này em gọi là con chim bích các bác nhé. Đây này, cái chân nó đây này, chân bên kia thì ok, nhưng mà các bác nhìn này, chưa bao giờ em thấy con chim nào nó mỏ dài như thế này luôn. Đây là tông âm thổ bộ to, mã ngỗng phấn hồng nhé. Con này nếu như bác nào mà cứ tin em là có tật có tài là anh em cứ chốt cho em nhé. Đấy. Có tài có tật là chốt em luôn. Cái chân nó bên này này anh em nhé. Em quay anh em nhìn cái chân cho nó rõ luôn cái nỗi của nó này. Đây, chân này nhá. Chân của nó hiện giờ đang nỗi như thế này. Vì nó có chân nên em đeo cho nó cái vòng vàng để em đeo phân biệt. Đấy. Thì con này là em để giá là 200 nhá, thanh lý cho anh em 200. Anh em nào mà bao ship thì 300. Khu vực miền Trung miền Bắc là bao ship luôn. Em gọi là cái clip này em đặt tên theo đúng cái quân nơ khơ này. Hôm nay em sáng tạo một chút. Em đang quay cho các bác là tối ngày 19 tháng 9 nhá. Con 9 bích này, mã số 9 bích này. Bộ rất là đại luôn. Nói chung là nó chỉ có hơi cái chân nó vẫn bậu biết bình thường, nhưng mà trông nó không được vuông ngón thôi nhá anh em nhá. Đấy, em để anh em bao ship luôn là 300k này. Đấy là clip thứ nhất. Gọi là cũng là clip số 1 của tối ngày hôm nay luôn. Ứng với có 9 bích. Clip số 2 ứng với con Kazo này. Con này thì là quá mỹ mãn rồi. Con này thì anh em xem này. Con này thì nó cùng tông cùng đàn với cái con lỗi chân, nhưng mà nó bình thường, nó không có nó là con này là con đực to. Đấy, đực to luôn anh em nhé. Đấy, đực to luôn. Đấy. Em quay như này thì để cho anh em theo dõi, anh em nhìn con nào nó muốn về đội mình thì anh em chơi thôi. Đấy. Con này cũng là dòng mỏ dài. Cũng ok luôn. Đấy. Kazo cũng như là con số 2 anh em nhé. Em để cho nó lên cầu để anh em nhìn cho nó rõ. Đấy, anh em lên cầu. Đấy, lên cầu. Đấy, lên cầu nhìn cho rõ nhá. Anh em nhìn cho rõ nhá. Đấy, lên cầu rồi. Chân rất là dài, móng rất dài luôn. Đấy. Anh em nào mà muốn chơi một con chim đực khách âm tốt, bộ tốt thì đây là một cái sự lựa chọn nhá. Thì con này em để giá là bao ship luôn. Bao ship cho anh em luôn là 600 luôn nhá. Đấy, bao ship là 600 luôn. Khẳng định anh em chim âm, chim bộ nhá. Như lời hứa tối hôm qua em sẽ lên cái lô này tách với khoảng chục con đực ra để cho anh em chơi, anh em chọn. Để anh em nuôi cả mất mấy tháng mới được một con chim. Thì anh em chưa nuôi cái dòng này là nó biết ăn cứng rồi. Con này thì thuần. Đấy anh em nhá. Kazo ứng với clip số 2. Đấy, giá bao ship 600 luôn. Con 6 cơ này là con số 3 này. Con clip số 3 là ứng với con 6 cơ này. Con này thì ưu điểm là hôm em túm vào cái đuôi thế nào mà nó tụt mất, thì bây giờ là đuôi nó ngắn, bắt đầu mọc lại rồi anh em nhé. Mọc lại rồi đây. Đấy. Thì cơ bản thì con này đẹp. Đấy, to đẹp, bầu bĩnh chim. Đấy. Anh em yên tâm là em cố gắng là quay nó thực tế từng con một. Đấy. Con này bầu bĩnh, phấn hồng. Đấy. Đấy, con này thì đấy, ok anh em nhé. Con này em để giá cho anh em là 500 bao ship luôn nhé. Đuôi ngắn, em gọi là con này là con thứ tự là con số 3, và gắn với quân nơ khơ thì nó là con 6 cơ nhé. Thì nó là dòng đuôi ngắn. Đấy, dòng đuôi ngắn, con này con đuôi ngắn mọc lại rồi. Đấy. Bao ship 500k. Tiếp theo là con Zibix này. Zibix là con số 4 nhá. Con này thì em chưa để lên cầu, như con này là cánh tiên. Đây anh em. Cánh tiên. Đấy. Cánh tiên. Đấy. Con này cũng là dòng đuôi dài. Đấy. Anh em yên tâm là những con này toàn những con đực lẻ, mỏ dài, đầu dài. Chọn rất kỹ càng luôn. Đấy. Nên sóng cho anh em từng con một. Con này thì rất là non, nó mới bón xong thôi. Mới bón xong thôi, lông măng ở mỏ vẫn còn. Tất cả những con hôm nay là đều là tông âm thổ hết anh em nhé.
không có còi. Nếu mà con nào còi em bảo còi luôn, từ nhà em là gần như 90% là khổ. Đấy, còi gần như là nó lên, nhưng mà con nào ra giọng thì em sẽ nói rõ là còi. Đấy, con này bao ship cho anh em là 500 luôn anh em nhé. Anh em cố gắng nhớ cho em cái mã số của cái con ở cái con Zivic này này. Đấy, là con số 4 anh em nhé. Thứ tự là số 4 nhưng mà mã số của nó là con Zivic và tướng tá của nó đây. Đấy, con này là em bón được, đâm ra là anh em là muốn lên khách, vỡ khách thì con này âm thổ bộ to, chim khách đứng rất thuần luôn. Đấy. Sang đây thì em lên cho anh em một con này nó đặc biệt hơn này. Con này thì nó là bộ siêu to khổng lồ. Em nhốt ra đây. Đây. Bộ siêu to luôn anh em nhé. Bộ cực kỳ to luôn đấy. Con này bộ to nhất luôn. Đấy. Con này là nó ở cái lồng inox mái chùa. Và em gắn nó là số 4 cơ. Con 4 cơ nhưng mà nó lại là con thứ tự theo từ đầu video, nó là con thứ 5. Anh em nhìn kết luôn, riêng khẳng định luôn anh em nhìn kết luôn. Bộ đại luôn. Bộ cực đại luôn đó. Anh em nhé. Bộ cực đại luôn. Quay bên này cho anh em nhìn cho nó rõ. Bộ cực đại luôn này. Bộ to nhất trong buổi tối ngày hôm nay luôn. Đấy, con này nì chim tợn chim hăng chim. Đấy. Nếu anh em nào muốn con cực đại cực hay thì con này chốt cho em bao ship 700 luôn nhé. Con này là con điểm tâm nhất của cái nội dung video ngày hôm nay. Anh em là muốn chơi con nào mà đấu dàn to rồi âm gần thổ. Đấy. Lì chim tợn chim thì anh em cứ chốt cho em con này. Con này đuôi vẫn còn dài. Đã, 700 bao ship anh em nhé. Tất cả những dòng này là em nuôi toàn viết mổ rồi. Đấy, có đa phần là nuôi gần người, bón chim lên khách tất. Anh em là cứ nuôi đến lúc có cườm đủ cườm là gáy gù ấy, ok hết anh em nhé. Nhìn cái mặt mũi nó tợn rồi, rất là tợn luôn anh em nhé. Đây, 4 cơ. Đấy. Đó là ở cái lồng mái chùa inox này anh em nhá. Đấy. Em báo giá rất là cụ thể công khai luôn anh em nhá. Rồi. Tiếp theo là con số thứ tự số 6 mà cũng là con 6 bích luôn. 6 bích và cũng là thứ tự số 6 luôn. Con này đuôi cũng còn vẫn còn dài. Đấy. Con này thì em để cho anh em là 500k bao ship anh em nhá. 530k bao ship thao sáng. Đấy. Chim thì thôi rồi luôn anh em, toàn con được chọn tuyển chọn thôi chứ không có cái này đâu. Đây anh em nhìn kết luôn, phấn hồng. Nhưng con này là chân móng không vấn đề gì anh em nhé. Đây. Đây con này bao ship 500k luôn anh em nhé. Đây. Cũng là con thứ tự số 6 trong video này và cũng là gắn cái mã số con quân tú là lơ khơ là 6 bích anh em nhé. Chim rất là đạt luôn, đều phấn hồng hết, toàn phao xám mã thổ hết. Tông này em lọc ra được 50 con thì em cũng chỉ lên trước mắt là tối hôm nay em lên được khoảng 11, 12 con đực thôi. Là to trước. Đấy. Những con là to. Đấy. Tiếp tục là con 8 rô. Đây là cái thứ tự từ đầu video là con thứ 7. Đấy. Con này thì nó thuần lắm, con này nó siêu thuần luôn. Đấy, anh em yên tâm dí giếc thoải mái luôn. Con này anh em nào nó dòng này là dòng mắt bồ câu nhìn lâu cũng yêu. Đấy. Nó là đấy, nó di chuyển rất là thuần luôn, đuôi nó cũng ngắn thôi. Con này đuôi nó cũng vừa phải. Đấy. Đuôi nó sườm sườm vừa phải cho anh em nhé. Tất cả những dòng này đều phao xám tất, không có con nào phao trắng cả anh em ạ. Nó theo tông rồi. Đấy, thì em lên như thế để cho anh em theo dõi. Con này là điểm cộng của nó là thuần. Em để 550 nhá. Riêng con này là con em để định để 600 nhưng thôi để cho anh em 550. Anh em là muốn con thuần và xuất sắc thì anh em cứ chốt cho em thôi. Rồi. Clip thứ tự tiếp theo là được gắn con 5 rô và nó là clip số 8 đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6 7. Con này là clip thứ tự, theo thứ tự là số 8 và được gắn con 5 rô. Anh em nhá. Đấy. Con này thì đây. Đấy. Con này nó hơi mỏ, nó vẫn còn đông măng này anh em này. Nó lụ lắm. Con này là mới ăn được thôi. Tuy nhiên là nó cũng vẫn là dòng con chim đực lẻ. Đấy. Thì em này
Em để lưới giá cho anh em nhé. Đấy, để lưới giá luôn cho anh em này. Đấy. Đấy. Con này bao ship cho anh em là 500k này. Những con đực lẻ là toàn những con xuất sắc thôi. Trong 50 con này là anh em là mua chuốc cả ngày hôm nay thì sẽ là những con đặc sắc hơn. Đấy, con được vừa mắt và kiểm tra chọn trước. Đấy anh em nhé. Đấy. Nay mình đang quay là tối ngày 19 tháng 9 năm 2022. Đấy. Thì đây là con 5 rô. Lá bài là 5 rô và khi mà anh em gọi điện thì gọi cho mình theo cái số 033 5305982 hoặc số của bà xã là 0375897487. Thì anh em nhớ nhắc cho mình cái mã số quân tú bài này. Đấy và thứ tự nhá. Đây cũng là thứ tự là con thứ 8 nhưng mà nó được gắn này con 5 rô. Đấy, con này thì cũng rất là trường chim. Đấy 500k anh em nhá. Đực lẻ, tất cả những dòng này lên khách hết. Khẳng định với các bạn lên khách bởi vì em nuôi gần người và nuôi bón. Đấy. Tiếp theo này. Đấy, con này là con thứ 9 là được gắn con 7 cơ này. Về lá bài là con 7 cơ. Anh em yên tâm là em cố gắng là gắn như này để tránh nhầm lẫn. Đấy anh em nhá. Đấy, con này thì được đeo cái vòng đỏ. Đây anh em nhá. Đã bắn cườm rồi. Con này thì ưu điểm nó đã già hơn trong mấy con bắt đầu bắn cườm. Con này tách ra bắt đầu ra giọng gù gù rồi. Bắt đầu gù gù rồi. Đấy. Đấy, con này đã phát hiện giọng gù thì em đeo cái vòng này rồi. Đấy. Thì nó cũng lì chim tượng chim lắm. Con này em bao ship là 600 anh em nhá. Đấy, anh em là nhìn cái mặt mũi tương tá mà vừa tầm mắt thì chốt thôi. Đấy, nó thực tế em cố gắng là đang đúng chim. Đấy, em vừa đưa cái tay lên nó giật mình. Đúng chim đấy, hai cái vòng, một cái vòng xanh, một cái vòng hồng. Đấy, em đuổi sang cầu để cho nó bỏ. Đấy. Anh em nhìn nhá. Đấy, đây, vòng xanh. Bên. Con này thì nó gù rồi. Nó gù rồi anh em nhá. Nó gù thì em tách ra. Đấy. Em báo giá 600 cho anh em nhá. Bao ship luôn. Đấy, rất là nhanh thôi. Tiếp theo. Đấy, tiếp theo là clip số 10 nhưng mà lại gắn con lá bài là con ba rô. Con này thì to khủng khiếp luôn. Anh em nhá. To khủng khiếp luôn này. Đây. Đấy, to, bộ to nhá. Anh em cứ xem thì anh em chốt thôi. Con này bao ship 500 nha anh em nhá. Tất cả những buổi tối ngày hôm nay là cùng một tông và phao xám tất, không có con nào phao trắng cả. Mà toàn nghe dòng mới ăn cứng thôi. Chưa con nào có một con này là con nó gù, còn mấy con này là theo tông. Đấy, đánh là em lọc đực ra em bán cho anh em. Để anh em chơi một con chơi ra chơi lên khách. Đấy. Anh em nhìn con chim đã thấy nên độ lì lợm và độ phấn hồng của nó rồi anh em nhá. Đấy. Đấy. Clip số 10 lại được gắn con ba rô nhá anh em nhá. Đấy. Em báo giá rồi đúng không, 550 bao ship luôn anh em nhá. Đấy. Tiếp theo này, clip con này được gắn con 4 tép và nó là cái con clip số 11. Clip số 11 anh em nhá. Đây. Con này thì đuôi dài, phao xám, chân dài. Đấy, rất là lì lợn luôn. Đấy, anh em nhìn nhá. Đấy, thôi rồi luôn anh em ạ. Con này to lắm. Con này to không kém gì con lồng mái chùa cả. Anh em nhá. Em quay như này là nó có chứng tỏ là rất nhiều. Và em quay cụ thể từng con một để cho anh em. Đây, chân móng không nổi tật gì nhá. Để anh em đi chợ thôi. Anh em đi chợ thôi. Đấy, con này rất là tợn. Hăng. Đấy. Đấy. Ấn là con 4 tép nhá anh em nhá. Đấy, con này là clip số 11 được gắn cái con 4 tép ở lồng. Đấy. Anh em xem thì anh em thấy ngay. Mình cũng quay rất là cụ thể. Đấy. Tướng rất là ok luôn. Con này bao ship là 550 anh em nhá. Đấy, rất là rõ luôn, cụ thể luôn. Hôm nay cũng sáng tạo gắn ra được cái lá bài để cho anh em để cài vào đấy để cho mình hiểu khi bán hàng nắm nhiều quá cũng hay. Hay. Đấy rồi anh ơi. Hay không nhớ được. Rồi. Đây, con 4 rô này. Em quay nhanh, có ông anh đến đo để bắn kính. Rồi, con này thì em để cho anh em, con này là 700 bao ship. Đủ cườm rồi, tách ra đây, con gù rồi. Đấy, con 4 rô nhá. Số liên hệ là 033 5305982.
Đấy, con này thì em quay cũng rất là cụ thể. Đấy, gù rồi nhá anh em nhá. Đấy. Đấy, gù rồi. 4 rô clip số đấy tiếp theo nhá anh em nhá. Đấy, anh em cố gắng là. Đấy rồi, đấy rồi. Đang quay cái video của tối nay để bán chim. Đấy, các bác lấy số đây. Rồi thì bận lắm, em vừa ấy bây giờ mới tranh thủ quay tí thôi này, còn để cho các bác xem.